Xin chào các bạn trở lại với cái video theo của mình. Mình là Huy Sinh đây. Và trong video hôm nay mình sẽ thử bực mình cân cái bếp Phật tổ với trái bao đốm kết hợp với tập quỷ bếp 4 nha các bạn. Trước video thì xin chúc các bạn mấy thật vui vẻ nha. Và nếu như các bạn thấy video hay thì nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Ok, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu lấy một cái trái quỷ cùi ra để mình mua chip nha. Lấy trái gai đi. Đấy thì mấy ngày hôm nay mình khá là bận các bạn. Mình không có thời gian để làm video. Hôm nay rảnh thì mình mới làm video được này. Đấy, giờ mình sẽ mua chip cho các bạn. Đây, chip Phật tổ nha. Đấy, như đã hứa luôn ở video trước ấy, video mình dùng trái Dragon để cân cái Red Phật tổ ấy. Mình cứ bảo là đạt đủ 500 nai là mình sẽ dùng trái bao đốm. Thì hôm nay là mình sẽ thử dùng trái bao đốm để cân cái Red Phật tổ nha. Thì mình cũng không biết là có cân được không, nhưng mà 100% khả năng cao là không cân được rồi. Đấy, nhưng mà thôi, thì chiều theo sở thích của các bạn. Các bạn thích thì mình chiều các bạn thôi. Mình sẽ dùng trái bao đốm để mình cân nha các bạn. Đấy, thì giờ mình sẽ nói qua về trái bao đốm nha. Thì trái bao đốm một trong những cái trái truyền thuyết thuộc hệ quái thú, và nó sẽ được bán giá là 5 triệu berry, một cái giá kỳ là đắt luôn, nói chung là đắt game rồi. Đấy là hiện tại thôi, còn trong update 20 ấy, nó còn ra có trái nào đắt hơn thì mình không biết đấy. Và nó một trong những cái trái mình thấy là BB mạnh nhất game thì các bạn, nói thật sự luôn, bởi vì kỹ năng nó cực kỳ hồi nhanh và nó spam chưa cực kỳ là khó chịu luôn. Đấy, đây mình cho bạn xem mấy kỹ năng này. Đấy, thử dùng bên em để nổ con này đó. Đấy, thì chương 1, chương 2, chương 3 thì nó cũng gọi là sao nhỉ, chương 1 là bắn là mấy cái kiểu như là không biết là bắn là cái gì ấy, chương 2 thì nó bắn là một lốc xoáy này, chương 3 thì kiểu vồ với đối phương ấy, còn chương 4 là chúng ta sẽ hóa thành một con báo leo bát gọi báo đốm ấy, còn chương F là sẽ tốc biến lên phía trước gây sát thương. Nói chung mà tất cả mọi cái chiêu thức của trái báo đốm đều gây sát thương các bạn, cực kỳ là bá đạo luôn. Đấy, ngoài ra thì trái này khi các bạn hóa lên nó chạy rất là nhanh luôn, mình thấy là vậy. Từ 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 mình sẽ đánh cho bọn này bay màu á. Nói sao thật sự luôn, mình đánh giá trái này là luôn cái trái BB mạnh nhất game luôn, không hầu như vậy các bạn. 1v1 thì chắc là không có trái nào ăn được luôn, trừ khi các bạn BB thơ tem thôi. Từ từ á, mình ra và lên cái thuyền để mình ra cái kia á, lên đảo thứ hai nha các bạn. Nói chung mà trái này thì nó không thể bay được các bạn, nếu bay được hơi kỳ, bắt buộc mình phải dùng cái thuyền các bạn. Thì trong video này mình sẽ dùng tục quỷ nha các bạn. Tại sao mình lại dùng tục quỷ mà không dùng tộc sai quá V4? Thì các bạn như các bạn biết thì Neobat là một trong cái trái chuyên spam, nó kiểu như là cấu gì ấy. Các bạn cứ đánh là một chung đam nó không to mấy các bạn ấy. Và nên mình nghĩ là nó không thể kết hợp với cái tộc sai quá V4 được. Nó sẽ không phát huy tối đa được cái sức mạnh của cái tộc sai quá V4 ấy. Còn với cái tộc quỷ thì khi các bạn spam nhiều lắm, nó sẽ hút nhiều máu ấy. Thì mình nghĩ nó sẽ hợp cái tộc quỷ hơn. Thường thì các bạn bảo mình dùng tộc cá cơ, nhưng mà hiện tại thì mình sẽ thử dùng cái tộc quỷ trước xem như nào. Đấy, nếu mà không thành công thì mình dùng thử tộc cá, mình chắc là tộc cá cũng không thành công đâu, mình đoán như vậy. Thì từ đợi chút để cho con này đánh con này á. Đây từ cho chữ X này. Đấy, tộc cá thì cũng giống tộc quỷ thôi, nói chung mà đều giúp chúng ta gọi là châu bò. Đấy, kiểu vậy. Từ nếu mà xét về BB thì mình thấy trái này top 1. Đấy, mình nói rất nhiều luôn, không trái nào ăn được luôn, chấp cả trái bột các bạn. Chắc là chỉ có cái trái Phật tổ đánh ngang kèo trái này thôi, nhưng mà cũng không đánh được các bạn. Nếu mà gặp phải Neobat spam kinh khủng ấy thì cũng không đánh được đâu. Đấy, qua đảo thứ hai luôn. Giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với đảo thứ ba nha các bạn. Đấy, vừa em đang nói cái tộc quên mất các bạn ấy. Thì khi các bạn dùng tộc người máy kết hợp với Neobat, nó sẽ không phát huy tối đa cái sức mạnh của nó. Dùng tộc quỷ thì nó sẽ giúp chúng ta gọi là hút máu nhiều hơn ý. Theo mình thấy nếu bắt spam như vậy, hãy từ qua đảo 3 được. Đây, chắc là sau cái series gọi là sao nhỉ, đưa đất này mình sẽ BB các bạn, mình sẽ BB bằng trên báo đấy, để mình gọi là kiếm ít body các bạn. Đấy, cho sang lên 10 triệu body để chúng ta triệu hồi là con Seabit. Đấy, đây là một con best ở trong game. Thì mình chưa có cái danh hiệu này, mình muốn kiểu như là có cái danh hiệu này. À, mình kỹ năng thì các bạn biết là mình rất là kém kỹ năng, thật sự luôn. Kiểu nếu mà đánh với kiểu như người chơi có thi thấp hơn thì mới đánh là thôi, mà cao hơn thì mình không đánh được, bắt buộc phải dùng cái trái này đấy để mình săn bounty. Chắc chắn là sẽ có rất nhiều bạn bảo mình này kia, nhưng mà thôi, cũng dùng cái sau cái series này mình sẽ dùng trái Leopard để săn bounty nha các bạn, tiện thể chờ update 20 luôn đấy. Nói đến update 20 thì thật sự là hiện tại Ademi đang spoil một cái trái gọi tên là trái voi cổ đại cái gì đó, mình không nhớ tên. Đấy,
chắc là một trái hệ quái thú cho bạn. Hiện tại đã spoil được cái hình dáng cũng như là kỹ năng nó rồi, thì mình không biết là sẽ bán với giá bao nhiêu đây, liệu nó có thể bá đạo như trái Leo Bát không. Đấy, nếu bá đạo như Leo Bát thì thật sự là những cái trái hệ quái thú cực kỳ mạnh luôn, ví dụ như là trái rồng này, trái vật tổ này, trái báo này, toàn những cái trái hệ quái thú là cực kỳ gọi là mạnh. Đấy rồi, mình nói hơi nhiều ấy, rồi mình sẽ đánh bọn này. Đây xe này, đấy từ nãy giờ mình đánh là mình cảm thấy đánh khá chậm nha các bạn, bởi vì cái Leo Bát nó không thể dùng nhiều được ra đam, nó không được to mấy. Đấy, được cái hồi chiêu khá nhanh nhưng mà thật sự là đam nó không diện rộng mấy và nó không to mấy. Đấy, từ thằng Phật đâu rồi, Human Con các bạn, này thì Human Con. Ok, xong luôn đảo thứ ba, chúng ta sẽ đến với đảo thứ tư nha các bạn, để xem đảo thứ tư nó khó không. Thật sự là mình không biết mình có thể thắng nổi đảo thứ tư không, vì lượng đam này khá yếu. Thật sự là nó sao nhỉ, nếu mà xét về chai rồng ấy, thì chai rồng lượng đam nó yếu thật sự, nhưng mà nó sao nhỉ, nó sát thương diện rộng như các bạn. Còn Leo Bát thì nó mình thấy nó hơi hẹp một chút. Đấy, để từ bay đây này, giá skill một xem này. Đấy, từ ấy các bạn thấy chưa, khi mình hóa Leo Bát thì mình sẽ dùng cái chiêu tap chiêu click và spam kỳ khó chịu luôn. Ủa bắn này, ui spam ấy gầm nó phát spam ấy, u khá mạnh các bạn, nhưng mà mình thấy là chắc là không thể win được các bạn, vì chưa Leo Bát nó kiểu đánh ở tầm gần mà phải áp sát thì mới mạnh, còn nếu mà đứng tầm xa thì khó lắm. Ấy đánh này, ui chiêu đam, nói chung đam thật sự là nếu mà sao nhỉ, khi các bạn click liên tục ấy, có tầm 3 đến 2 lần phát nó sẽ kiểu như là nó sẽ gầm lên một tiếng ấy. Đam cũng khá là to. Ấy ui từ à, hình như mình đánh kiểu này hơi chậm các bạn, nó cứ chậm chậm kiểu gì ấy. Thật sự gầm lên phát là nó nổ kiểu con Human này, nó sẽ bắn chúng ta ra xa ấy. Ấy từ mình sẽ chuyển qua dạng người đi, dạng người thì mình sẽ đánh này. Ấy ui châu đấy nhỉ, này châu thế. Ok đấy, hiện tại thời gian còn tầm 5 phút nữa các bạn ơi, nói chung 5 phút nữa là rất là chậm các bạn, bình thường là mình 5 phút là mình xong cái đảo này cơ, nhưng mà hiện tại nó chưa xong. Nói chung mà thật sự là hiện tại mình đang cảm nhận là nếu bắt nó không phù hợp để cân giết các bạn, thật sự luôn. Đấy thôi, nếu mà video đạt đủ 300 nái thì video sau mình thử dùng Leo Bát kết hợp với tộc cá để cân rất này nha. Nhưng mà chắc cũng không cân được các bạn, cũng không khác tộc quỷ mấy đâu. Nó búp lớp dấp ảo thì nó thật sự là nếu mà đánh nhiều thì cũng đầy dấp ảo thôi, nhưng mà sao nhỉ? Thôi cũng được. Nếu như video đạt đủ 300 nái thì ở video sau mình sẽ kết hợp lại tộc cá như các bạn. Đấy, nói chung mà từ nãy giờ nói cũng hơi nhiều các bạn, cũng hơi mỏi mồm đấy, thì giờ chắc mình sẽ tập trung vào đánh nha các bạn. Đấy, tập trung đánh một chút. Đấy, we'll be right back.
Ok, đánh mãi thì mới xong các bạn ơi. Giờ thì chúng ta sẽ ra đảo thứ 5 nha các bạn, để chúng ta thử xem liệu trái Neopat hay trái báo đớm ấy có cân được cái red này không nha. Đây, đầu tiên đến phải cho nó một chữ X của cái đàn á, hút tim máu á. Đấy, bay lên trời này. Rồi spam chữ Z này. Ui, hơi đau nha. Từ từ. Mình sẽ dùng chữ X này. X này. Ôi, chữ X còn hụt cơ. Rồi. Ui, còn 3.000 máu thôi ơi. Đánh đau quá. Từ từ, mình chưa có tập các bạn. Có tập phát là mình sẽ bật nêu bát lên và mình sẽ cân cho bạn xem. Từ từ. Ức chế đi, từ từ. Đây. Chết này. Ui, mãi chưa có tập. Ok, có tập rồi các bạn ơi. Bật tập này. Rồi, biến hình. Rồi, chế độ spam bắt đầu. Rồi, mình sẽ bắt đầu spam nha. Để xem nhé, chúng ta có thể chiến thắng được cái đất được không. Máu của mình đang vừa tụt vừa hút các bạn. Đấy, kiểu như nó giảm bao nhiêu rồi hút lại bao nhiêu. Ôi, gần đây cây máu rồi. Ua, đánh hơi đau ấy. Từ từ. Đánh này. Spam, nói chung là nước đam nó không thể bằng trên phật tổ đâu các bạn. Ôi, mà cái độ hitbox của nó cũng không cao mấy. Ui, có 1.000 máu. Từ từ. Từ từ không, bật đàn này. Đấy, hút đầy máu luôn. Thực ra thì được nửa cây thôi. Rồi, hóa bá tiếp này. Ui, đánh đau. Ui, từ, có 1.000 máu. Ôi, kiểu này không xong các bạn. Ui, rồi, 500 máu. Thôi, đấy, hút lại rồi. Vãi trưởng vừa hút lại đi máu xong phát chết luôn. Thì mình có luận chung này các bạn. Nói chung là cái lên trái leo bát này kết hợp với tập quỷ lên 4 là nó không thể cân được rồi. Sự hơi thất vọng một chút. Đấy. Thì chắc là mình sẽ kết thúc video tại đây thôi. Và nếu như các bạn thấy video hay thì nhớ like và đăng ký kênh của mình nha. Thôi thì chào tạm biệt các bạn nha. Bye bye.